Đầu tháng 3 vừa qua, các trinh sát hình sự phát hiện hai bà mẹ nhưng cùng một ông bố, cùng địa chỉ sinh hai bé gái trong hai ngày liên tiếp tại một bệnh viện của Hà Nội. Các chi tiết dần cho thấy đây là một đường dây chuyên tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại. Ba đối tượng: Nguyễn Anh Thư trú tại Vĩnh Long, Phạm Ngọc Thảo trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Danh Hòa trú tại Hà Nội. Hòa là bác sĩ sản khoa, từng làm thụ tinh ống nghiệm cho Phạm Ngọc Thảo. Vào đầu tháng 10, mình có quen biết với lại anh Thư có giới thiệu mình gặp chung với Hạnh. Hai người đó đề nghị là muốn chọc trứng tạo phôi lấy tinh trùng để muốn có một đứa con trai. Chung Hạnh không phải là vợ chồng, cho nên mình có lên mạng tìm và thấy số điện thoại và liên hệ để làm giấy đăng ký kết hôn cho Chung và Hạnh. Rồi sau đó đến bác sĩ Y Hòa chích thuốc siêu âm cám và sau đó đưa vào bệnh viện để chọc trứng và tạo phôi. Thảo và Thư đã đăng thông tin tìm người có nhu cầu thuê người mang thai hộ và người mang thai hộ để làm trung gian môi giới kiếm lời. Sau đó hai đối tượng này đã hợp tác cùng Nguyễn Danh Hòa, người trực tiếp thủ thuật hỗ trợ sinh sản. Người nào có nhu cầu mang thai hộ sẽ phải trả cho các đối tượng từ 400 triệu đến 500 triệu đồng. Với những người không đủ điều kiện tạo phôi thai, các đối tượng sẽ trực tiếp hỗ trợ làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa, đưa vào bệnh viện tạo phôi, sau đó đưa phôi đến phòng khám không phép của Hòa và đặt vào người mang thai hộ. Tôi làm chuyên ngành về vấn đề về IVF, tức là về hỗ trợ sinh sản. Trong quá trình đấy thì có quen chị Thảo. Thì chị Thảo có nhờ tôi là đặt phôi cho hai người. Đặt phôi cho hai người là khách của Trung Hạnh. Thì tôi đã đặt cho hai người đấy. Những cái đối tượng mà tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại thì lách luật bằng những cái hở của pháp luật. Đó là hợp thức hóa về các cái giấy tờ và thông qua cái công tác quản lý của các cái bệnh viện tư nhân cũng như các bệnh viện nhà nước là chưa được cụ thể, chưa được chặt chẽ. Cho nên là các đối tượng đã lợi dụng vào đấy để mà thực hiện hành vi phạm tội của mình. Sau vụ việc này, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện siết chặt lại quy trình chung về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để tránh bị các đối tượng lợi dụng trục lợi từ hoạt động nhân văn này.